cảm ơn anh em rất là nhiều. Mưa rất là lớn, tất cả những người anh em ở đây cũng đã tới được đây. Chúng ta đã gặp nhau, chuẩn bị cho buổi workshop Classic Freestyle sắp tới. Classic là những cái gì đơn giản nhất, cắt đúng, cắt sạch là nhìn tự nhiên nó sẽ đẹp thôi. Nói chung là có thể áp dụng lên tất cả các chất tóc của châu Á mình. Classic nó chú trọng vào cái form lắm. Muốn xử lý cái gì trên cái đầu này thì các bạn phải nhận biết được khuôn đầu trước. Các bạn phải có cái khung tốt thì tóc nó mới đỡ được. Các bạn cắt không ra xài bao nhiêu pomade nó không lên được cái đó. Mình tin chắc các bạn đây, người nào cầm kéo được, cầm tông được là làm được Classic.